Siêu thị y tế xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến cho quý khách dòng máy đo điện tử bắp tay Bosomericus Exclusi, thương hiệu đến từ Đức. Máy được bảo hành 36 tháng tại siêu thị y tế .com.vn. Máy đo kết quả chính xác, được cảm nhận bởi thiết bị WHO, và bộ nhớ lưu trữ của máy là 90 lần đo cho tất cả là 3 người. Sau đây tôi xin quy hợp sản phẩm để giới thiệu chi tiết về máy đo điện tử bắp tay Bosomericus Exclusi cho các bạn coi. Đây là túi đựng sản phẩm máy đo huyết áp điện tử bắp tay, khá là nhỏ gọn và tiện lợi. Quý khách có thể bảo quản máy khỏi bẩn, bụi hoặc là cắt máy thật cẩn thận. Các sản phẩm đi kèm với máy đó là phòng bít, và đây là thang máy chính, 4 pin để sử dụng. Tiếp theo tôi xin hướng dẫn khách cách sử dụng máy đo điện tử bắp tay rồi nhé. Đầu tiên lấy máy ra khỏi bình, trên đây là màn hình hiển thị về các chỉ số sau khi khách sẽ đo. Nút này là nút xem lại kết quả, nút này để cài đặt thời gian, và đây là nút Start để bắt đầu quá trình đo hoặc là kết thúc. Sau khi đo thì bấm tắt. Bên hông là lỗ cắm vòng vít, hoặc là quý khách có thể sử dụng lỗ cắm điện, nguồn điện là 6V. Còn phía sau này á là chỗ để lắp pin. Sau đây tôi sẽ lắp pin. Quý khách lưu ý lắp pin đúng cực của pin. Đó là đây là cực âm, thì quý khách để đầu cực âm. Tương tự, đây là cực âm để bên đây. Sau khi lắp pin thì đóng lắp lại. Đồng thời bước tiếp theo là chúng ta gắn vòng vít vào. Để chuẩn bị cho quá trình đo thì quý khách ngồi tư thế thoải mái và đeo vòng vít vào bắp tay. Đeo vừa, không quá lỏng hoặc cũng không quá chặt để cho kết quả chính xác. Và đồng thời trong quá trình đo thì không nên nói chuyện hoặc cử động. Sau đó nhấn nút Start. Sau khi đo xong, quý khách tháo vòng vít, và trên màn hình hiển thị đó là chỉ số huyết áp của quý khách vừa đo, số trên số dưới và số dưới cùng. Số dưới cùng là nhịp tim, số trên số dưới là huyết áp tâm trương và tâm thu. Và sau đây tôi xin hướng dẫn quý khách xem lại các chỉ số mà
quý khách vừa đo vừa qua hoặc là những ngày trước bằng cách bấm vào nút M. Đây là huyết áp của những lần đo trước, theo thứ tự là gần nhất. Và tờ giấy này là để đối chiếu kết quả đo để biết tình trạng sức khỏe của mình, huyết áp của mình. Có tất cả là 4 vạch để mà thông báo kết quả đo. Vạch đỏ là khả năng bị cao huyết áp, vạch dưới vạch đỏ là có nguy cơ, vạch dưới nữa là bình thường, và vạch trắng là lý tưởng. Tương tự ở chỗ này, ở máy đo này thì huyết áp là ở trên là 123 và phía dưới là 78. Chúng ta có thể xem xét ở đây 123 dưới 130 thì có nghĩa là đang ở mức nâu. Huyết áp cũng như đo này là bình thường. Vâng, đó là chi tiết về sản phẩm máy đo huyết áp điện tử bắp tay và một số các hướng dẫn sử dụng cơ bản. Tôi đã hướng dẫn quý khách. Mọi thắc mắc hay mua hàng, quý khách vui lòng truy cập vào website siêu thị y tế.com.vn hoặc gọi đến số hotline 0985 999 9929 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.